Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về ngành nàng công chúa tóc mây, và bên cạnh là người bạn tất kế hoa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bây giờ mình sẽ lấy màu vàng để tô tóc cho công chúa. Mình sẽ lấy màu xanh này để tô cho những chiếc váy này. Thêm màu xanh đó. Ở Việt Nam các bạn thanh niên được thành lập vào năm nào? Có học đâu mà biết. Ủa, chẳng đấy là cái đấy à? Chưa. Thay đổi cái gì đâu? Hội cái gì không? Mấy học mấy cái gì đâu? Lịch sử hình thành và phát triển của các nước. Không phải gì mà thời cổ đại gì ấy. Mình sẽ dùng màu tím để tô váy. Học lịch sử lâu đời lắm, không phải học mấy cái cách mạng thanh niên cái gì thôi. Mấy cái mà thanh niên cái gì bọn em chỉ tìm hiểu thêm thôi, còn đâu không học. Anh kể cho chị cái chuyện này. Kiểu là, nhưng mà kể này có ảnh hưởng đến video không? Kiểu là nhá, lớp em ý, kiểu là tuần này, kiểu là nốt tuần này đâu là hết năm học rồi đúng không? Thế là nhà trường phải dồn hai lớp vào một tuần để trực tuần. Lớp em với lớp 6A2 trực tuần ấy, là mấy bọn 6A2 thứ 3, thứ 4, thứ 2, 3, 4 thì nó sẽ đi trực cổng, còn bọn em sẽ đi kiểm tra vệ sinh các lớp. Còn thứ 5, 6, 7 thì bọn em sẽ đi trực cổng ngược lại, là bọn em sẽ đi trực cổng với cả bọn nó sẽ đi kiểm tra vệ sinh các lớp. Thế là lớp bọn nó đi trực cổng nhá, là bọn nó là phân công chỉ có tầm 1-2 đứa, chắc tầm 4-5 đứa đi trực cổng thôi. Đằng này hôm nay lớp em lôi cả lớp ra để trực cổng, đúng, ngồi túm tụm vào gốc cây để trực cổng, sợ. Nhưng mà em kể cho chị cái này nó cũng kiểu nó tức ấy. Mình sẽ dùng màu hồng để tô gì. Còn em cảm thấy em kiểu không thích ấy. Rồi tô xong cái tranh này.